Tôi xin mọi người, tôi xin mọi người đừng có hại tôi. Tôi xin hứa, tôi sẽ không nói cho ai hết. Tôi hứa mà. Mày đã biết quá nhiều chuyện của mẹ con tao thì mày coi như hết đường sống rồi. Nhưng tại sao, tại sao bà lại ác độc như vậy? Đã hại chết ba mẹ Đăng Duy, vậy mà còn không tha cho con cái của họ nữa. Sao phải đuổi cùng giết tận như vậy? Ai, ai mới là người đuổi cùng giết tận? Những chuyện xảy ra ngày hôm nay là hậu quả chính cha của nó đã gây ra cho gia đình của tao. Vợ chồng, mẹ con ly tán, ai, ai mới là người phải chịu trách nhiệm? Hả? Đừng nói nhiều. Bây giờ mày có chịu giết không? Không, tôi không giết gì hết. Tôi không giết. Nếu mày không giết thì con Mỹ Ngọc sẽ chết. Bà định làm gì Mỹ Ngọc? Hả? Gọi video call cho tôi. Đừng có giết tôi mà, tha cho tôi đi. Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc, tha cho tôi đi. Đừng có giết tôi. Mỹ Ngọc, bà thả Mỹ Ngọc ra. Bây giờ tao chỉ cần bấm điện thoại gọi thì con Mỹ Ngọc sẽ chết. Không, không, bà đừng giết Mỹ Ngọc. Tôi xin bà đừng giết Mỹ Ngọc mà. Sao, mày định nhìn con Mỹ Ngọc chết hả? Được, tao sẽ cho mày chứng kiến cái chết của nó. Đừng, đừng, thôi, đừng, tôi xin bà. Đừng, tôi giết, tôi giết. Tôi sẽ giết. Tôi xin bà đừng có hại Mỹ Ngọc. Biết điều vậy là tốt. Khiêm, đi lấy giấy bút cho nó. Mày cũng đáng là chị hai của nó. Bà muốn tôi giết gì? Thư tuyệt mệnh. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Chần chừ gì nữa? Mẹ, làm nhanh đi. Thả tôi ra. Tình ai đã vụt bay.